Sự xinh đẹp trong nét hùng vĩ này là kết quả của hoạt động núi lửa bắt đầu từ khoảng 100.000 năm trước. Được biết, lần dung nham phun trào cuối cùng vào năm 1707, kéo dài trong 16 ngày. Thời điểm đó, tro bụi núi lửa đã lan đến tận Tokyo. Hiện tại, đây là núi trên đảo cao thứ 2 ở châu Á và thứ 7 trên thế giới. Với độ cao hơn 3.776 m, núi Phúc Sĩ hiện đang là ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản. Và người ta cũng tính toán được rằng phải mất đến 9 năm trời thì những giọt tuyết trên đỉnh núi mới tan và chảy xuống tận đây. Để con cá này vào nước lợ Việt Nam mình là nó không sống được, nó chỉ sống với cái nước trong này thôi và với độ lạnh này. Nhìn như vậy thôi mà chị thò tay xuống là âm độ đấy ạ. Người Nhật là tròn biểu tượng của đất nước là núi Phú Sĩ, di sản mang tính biểu tượng của đất nước và mỹ thuật ạ. Nên là ngoài Phú Sĩ ra, xung quanh núi Phú Sĩ có những cái làng đó mà gắn kết với núi Phú Sĩ, sống nhờ núi Phú Sĩ thì cũng vào trong cái danh mục di sản thế giới luôn. Đây là làng Oshinohakai, ngôi làng cổ lưu giữ nguyên vẹn nếp sống xưa của người Nhật, nằm ngay dưới chân núi. Tại đây, ngắm những loài cá có thể sống dưới làn nước âm độ cũng là trải nghiệm đáng tiền với du khách. Nhiều người còn tin rằng dòng nước trong lành này có thể trị bệnh và mang đến sự trường thọ. Nhìn từ ngôi làng, nét đẹp núi Phú Sĩ trong suốt 5 tháng phủ tuyết mỗi năm hiện ra một cách trọn vẹn nhất. Trên TV đồ người ta hay nói về núi Phú Sĩ, mà khi cô chứng kiến được tận mắt thì cô thấy nó rất là hùng vĩ và tuyệt vời, quá đẹp. Đợt này mình đi trong cái dịp là ngay cái dịp là mùa xuân của nó, thành ra cái băng của nó chưa tan hết, rồi mình nhìn thấy là giống như là người ta đổ một cái lớp là lớp vôi hoặc là nước sơn gì trên đó, thiên nhiên tạo ra cái cảnh đó như trong tranh vậy. Theo truyền thuyết, đã từng có một nhà tu khổ hạnh leo lên đỉnh núi hơn 100 lần. Thành tích này dẫn đến sự hình thành một nhóm người tôn thờ núi Phú Sĩ. Dù ngày nay giáo phái này không còn, nhưng vẫn có nhiều du khách coi đây như một điểm đến tâm linh. Hàng năm có từ 200 đến 300 ngàn người đến đây tham gia leo núi, vừa khám phá thư giãn, vừa tìm nguồn cảm hứng cho nghệ thuật.